À, em chào các bạn xem nhé. Bác thẩm giúp em có thể loại này là nó thuộc cái loại thể loại gì? Chả lá nào nó giống lá nào các bạn? Chả cái lá nào nó giống lá nào? Mẹ đẻ ra con chả giống. Nó vào cái thể loại gì? Chào mời bác xem nhé. Đang xem comment lên cho xin chấm nào. Các bác thẩm xem nó là cái thể vào có thể loại gì không? Chả cái lá nào nó giống cái lá nào. Cùng một giờ cùng một giờ nhé các bác nha. Đây là ngày nó ở trời này em thách ra đấy. Các bác đang xem thì thẩm giúp em thể loại này nó được gọi là cái gì? Mít chả ra mít, su chả ra su, em chả biết nó là cái thể loại gì. Các nào thẩm mỗi em hát ba lá thì lại một thân thì ba kiểu lá là chả hiểu kiểu gì. Đấy, ở giữa này, ở chân thì lại lá to này. Thằng này không biết là lên đoạn giữa giữa liệu nó có lại như thằng này không. Thằng này giống rồi. Thằng này giống thằng này. Thế mới tải. Bác thẩm một em cái thằng này nó gọi vào cái loại gì? Che chả ra che, mít chả ra mít. Su chả ra su. Bác thẩm hộ xem nó thể loại gì. Mà chả kích kiếc gì mà mắt nó đang sưng không trượt mắt nào. Bác. Đấy. Mắt nó còn nửa nửa xanh, nửa trắng nửa nửa đỏ này. Đang sưng không không trượt mắt nào này. Đồ che đít mít à? Thế ở giữa nó là cái gì bác? Giang Nguyễn. À, đầu che đít mít thế ở giữa này nó lại là cái gì đây? Đấy, ở giữa nó lại cứ thế này. Lạ lạ nó ở giữa nó lại thế này cơ. Vâng. Chào bác Thanh Nguyễn nhá. Giữa mít đít chè. Đây này. Nhưng mà đây này. À, nó chả giống cái thằng nào. Đấy nó đẻ ra nó khác này, nhưng mà sao cái thằng đây là thằng này giống thằng này này. À
Thế nó mới em chả biết nó ra cái thể loại gì. Đây lá đây, không cái thằng này nhá, thằng này lá bên này nó cũng như này nhá, nhưng nó rụng hết rồi, nó rụng lá hết rồi, mắt đang sưng rồi. Đây, cái đoạn này là nó cũng như thằng này này, đoạn này nhá, cả thằng bên này nó cũng rụng luôn nhá, nhưng mà cứ lên đoạn giữa thì nó lại chả biết nào này, đoạn giữa nó lại cứ ra vài lá như thế cơ. Thế mới tài. Mà lá nó bé không mà to đâu. Bé. Nó này chỉ được mấy sen. 3 sen chứ mấy. Còn cái thằng này chắc được nguyên mấy sen, mấy tí bằng cái đồng xu 5.000. Đó. Bằng cái đồng xu 5.000. Quảng Bình bác ơi. Quảng Bình ạ. Còn em thì em ở ngoài Bắc, em ở Tuyên Quang. Đây, cái này hàng hàng bóc cây của cái bác ở Quảng Bình nhé, bóc cây dễ đang ăn đây, dễ ăn rồi. Đây, cái thằng này là nó cũng cùng cái ở đây. Nó là kỳ, hình như là kỳ của cái thằng này cắt ra này. Này thân nó này. Nó là của thằng kỳ của cái thằng này. Thằng này cắt ra ba cái ghép vào đây. Ghép vào cái cây ấy. Đấy. Về mới tách. Giờ giờ đây nó có bốn một mầm gốc này, nó ra ba cái tách ra có 2 kỳ này. À vâng, đi đang thuần đấy bác, lên bảo xem các bác xem nó là cái thể loại gì. Cũng có bác ấy giữ lại một mầm y như thằng này này, y như thằng này, y như thằng này luôn. À và người em biết đâu, nhưng mà khả năng là nó cũng thuần lâu rồi ấy. Nó ở trên cây mà. Đây. Vỏ cây còn nguyên đây này. Nó trên cây. Ở đây thì em phải chờ chứ, vì mắt nó đang sưng ở đây này, để mắt này nó còn một nửa, nó còn nửa xanh nửa nửa ấy này, nó còn tí hồng hồng. Sưng không trượt phát nào giờ này, mà cây nó đang ngọn này. Bác cái bộ quả cây, nó bộ quả cây không biết đồng ấy năm rồi, một hai ba bốn, hai bốn nó đẻ ra thằng này, đẻ thằng này, nhưng còn đang ở cái này mỗi năm được một mầm gốc thôi sao ạ.
biết là ra Bắc nó có hợp được không, chả biết được sang năm nó lại dị lung tung ra thì chết dở. Năm sau nó như nào đây em, cứ để đây mắt giờ đang sưng này. Không biết là có kịp hoa Tết không. Mắt nó sưng to tướng rồi. Nứt ra này. Lên đây đấy. Sút trù lại. Thằng này cũng thế. Con lại không giống mẹ mà lại kỳ giống nhá. Tài. Không biết là cái thể loại gì. Không biết là mầm gốc cái sang năm thì nó có lên như nào. Để như này thành bụi to ngon. Nào hơn ngày hôm qua. Này chơi thân lá được rồi. Này chơi lá. Này gần 90 cm rồi. Không biết cuối năm được mét đâu. Ngọn này thằng này gần 60 cm rồi. Thằng này 70 cm, hơn 70 cm. Chờ sang năm cho nó ra mầm gốc nó dị kiểu gì. Chắc đang xuống lá này. Chỗ này nó nổ ra mà. Này lỗi lá này. Nó mà tròn được như này từ dưới lên ngọn thì thôi rồi. Thân này không biết là bắt cái hoa gì, mắt này không biết bắt cái hoa gì. Bạn lại còn có tím, có tí tím tím rồi. Nó nhìn cái lá này thích thật. Tròn. Nó tiếc ở lên trên này nó lại dài. Nam Bắc đang xem cho em xin chấm đấy. Cái thằng này nó bác thẩm nốt xem thể loại gì. Này các bác thẩm nốt xem nó là cái thể loại gì. Nguyên bản từ rừng. Sọc lung tung beng. Học rất đều. Chả biết thể loại gì nữa.
Bác đang xem thì thẩm mộ em nhưng mà cái thằng này là cái thằng gì đây? Trên rừng ấy chả biết thể loại gì. Em có bán đâu các bạn, em có bán đâu. Hôm qua các bác gọi em qua em lên nhờ các bác thẩm hộ. Có bán đâu, có bác gọi điện giả em gốc này 10 triệu, em có bán đâu. Em đang chả biết là thể loại gì. Nhờ các bác thẩm hộ. Đây. Đây. Mẹ đây. Cháu ở đây, thằng này là kỳ của thằng này. Kỳ kỳ người ta cắt, người ta ghép vào cây ấy. Vậy em tách ra. Nên hỏi các bác xem thẩm nó vào cái thể loại gì. Hoa ấy em có biết đâu. Mắt thì nó đang sưng lên đây. Đấy. Mắt nó đây. Đang sưng hết rồi đấy. Đấy. Mặt nó đang sưng. Sừng không không xịt mắt nào. Từ cái đoạn này xuống là mắt nó đang sưng. Sừng không xịt mắt nào. Ê, bác Tuấn Tú bác giả đi. Bao nhiêu thì bác giả. Còn em lên nhà các bác thẩm hộ xem nó vào cái thể loại gì. Và có bác em lên nhà các bác có ba bác gọi bác giả nhưng mà em không bán, bảo nếu lúc nào bán thì bảo bác ấy. Em thấy lá nó lạ lạ thì em sưu tầm về. Nhưng mà con này một giờ nó đắt, em phải gần chục ngày em mới dồn đủ tiền để em lấy nó. Thế bác chủ bác cũng không bán ngay nữa. Nói chuyện với bác ấy mất 3 hôm thì bác đồng ý bán giá cao, nên là em phải một tuần sau em mới dồn đủ tiền em mua. Một giờ của nó có 4 thân. Em ở Hà Miên Tuyên Quang. Bác Tuấn Nhiễm Bùi à?
nó gọi là cái gì, bác thì bảo là đầu mít đít tre, mà có bác thì lại bảo là hàng xốc thuốc, em đang chả biết thế nào. Nó có bác thẩm mới như cần là em mua về thì giá nó cũng cao rồi. Đây, đây là key nhá, key của cái thằng này ấy. Key của là cái thân kia kìa. À, bác Bùi Tuấn em muốn nói giá nhé, bác giả được bao nhiêu giá hợp lý thì bán nhá. Đấy, con này 5.000 nhá, dài hơn 70 cm. Đây còn mầm gốc của nó là 10.000. Con này gần 90 cm rồi này, con này gần 60 cm rồi. Không có hoa bác nhá, nó bây giờ mới đang sưng mắt đây này. Em phải lên lên hỏi các bác thôi chứ thì em mua về em sưu tầm chơi thấy lá nó lạ lạ. Mua bác này còn không bán, mãi sau mới bán, bác giá cũng cao, dồn mãi mới đủ tiền mua. Các bác thẩm hộ xem nó thể loại gì, con này chả giống mẹ thế nào này. Nhưng mà thằng cháu của nó lại giống này. Mắt miếc ở đang sưng ở mắt thì cũng nhìn nó cũng chả đâu với đâu. Không biết là mắt nó có hoa nó có dị hay không. Mắt thì nó có một cái tím, chả hiểu cái gì. Rồi, mắt rồi, đang sưng rồi, không biết là nửa nửa trắng nửa tím thì không biết được. Là vùng Quảng Bình các bác nhé. Bác comment lên xem nó gọi vào cái thể loại gì. Con này thì đây đầu mít đít tre khả năng là đúng rồi. Con này thì biết gọi là cái gì, lá gốc thì mít rồi, đầu thì đít tre rồi. Mà nói ở cứ đít ở đít tre không phải là tre nhá, vì đầu đây đầu đầu ngọn đầu lá nó vẫn tròn, nó không nhọn. Đây, tre thì nó phải như này này, đây như này mới là lá tre này. Còn như này không phải lá tre, cái đầu lá của nó vẫn tròn. Đầu lá nó tròn rồi, nó có khuyết đâu, đầu lá lại không khuyết. Đầu lá nó không nhọn.
mắt đang sưng này, không biết là giờ nó lên hoa lên kỳ. À, bây giờ đang thể loại gì? Đang phải chờ mắt nó sưng lên bên biết hoa ấy kỳ. Các bác ở thẩm liệu giờ này nó mắt nó sưng lên liệu là ra hoa hay ra kỳ? Các bác. Giờ này mắt sưng liệu ra hoa hay là ra kỳ đây? Mà sưng thế nào lại cứ sưng ở gốc như với tài. Bên lạnh thế đấy. Mấy cái lá rụng kia là nó sưng. Đây từ cái đoạn lá vàng này xuống là sưng này. Đoạn này không biết là mấy sen lá gần này bao nhiêu đấy, gần nữa cơ. Con này thì không phải bản, cái lá này thì không phải bản tròn thì nó còn quặp vào thế này nữa. Đấy. Này nhìn như con cái đầu rắn quá à. Như rắn hổ mang luôn lá này, còn thằng này lại nó lại vặn ngược lại này. À, thế không? Này vặn còn vặn ngược lại, chả cái lá nào nó giống cái lá nào. Ê, mày tải như rắn hổ mang vặn ngược lại, vặn hết lên đây, vặn ngược xuống, còn lên đây nó lại vặn ngược lên, thằng này lại ngược xuống, thằng này lại ngược xuống, lên đây xuống.
Người ta cũng chả biết là có thể là cây gì. Nhưng mà cả đống người ta lấy về chỉ có một cây này nó như này thôi. Có mỗi cây này đặc biệt nên là người ta còn quay cả trên quay video cả cả ở cái cây này ở trên rừng cơ. Quay lúc người ta thấy. Người ta còn quay video, đang gửi cho em mà. Là quay phim chụp ảnh à. Lúc ở trên rừng ấy. Hôm nay em lấy về cũng được hơn 2 tháng rồi đấy nhé. Giá gì hả bác? Nói thật là em chả biết bán ra gì. Thì nó em đang chảy là giá cao thì các bác bảo đắt mà. Giá thấp thì em không bán được vì em mua nó cũng cao rồi. Con này mầm gốc này 10 triệu. Bác Lật Nguyễn. Mắt đang sưng. Gần 90 cm thằng này. Còn thằng này gần 60 cm. Còn bên này cũng là của nó. 5.000. Hơn 70 cm. Con này thì nó lại thuộc vào hàng dị rồi. Chả cái lá nào nó giống cái lá nào đâu bạn. Giai đoạn nữa giữa này lá này ngang ra nhá. Đến đây nó lại chéo lên đấy. Ở dưới nó hơi chéo chéo thôi. Đây nó ngang hẳn này. Ra mấy lá đây nó ngang hẳn này. Lên đây nó chéo lên hẳn này. Chả cái lá nào, chả cái đoạn nào giống cái đoạn nào. Đoạn dưới này nó ngang ngang nhé. Lên đây nó chéo dần. Còn không biết là nó dài lên bằng cái thằng này. Không biết là giữa nó có ra như này hay không. Chả giống, chả cái lá nào nó giống cái lá nào. Đây là nhăn hết mà. Nó cùng một rề ấy chứ. Cái thằng này là kỳ của cái khóm này ấy chứ. Nó cùng ở đây, cùng một gốc này này. Này thì em nhờ các bác thẩm xem nó vào cái thể loại nào ấy chứ. Còn cây nào nó chả nhăn. Đây. Nhưng mà chẳng qua thằng này người ta chăm, người ta buộc trên cây người ta không chăm nó mới. Nó là kỳ người ta buộc vào đấy. Đấy, con này 10 triệu. Con này 5 triệu. Nó mắt nữa còn đang sưng này. Nên em đang hóng rồi.
mắt nó còn chả ra đâu với đâu này. Mắt đang trong thế này không biết nó ra dị kiểu gì không à, hoa nó mà ra dị nữa thì đúng là thôi, lại có 102. Nó chỉ đấy nhá, mắt nó chỉ sưng từ đây xuống đây nhá, thằng này cũng thế nhá, cái đoạn rụng lá là nó ra là nó sưng mắt nhá, còn cái đoạn còn lá là nó chưa sưng thôi nhá. Chưa hổ cổ lá đâu nhé, chả giống thằng nào, chả lá nào giống lá nào nhé. Đây nhá, đây thằng này đã đầu nó cụp xuống nhá, đầu cụp xuống bên dưới nhá, thằng này vảnh lên nhá, thằng này anh thấy nhá, nó đây hai lá này nó cụp xuống và hai hai lá bên này nó vảnh lên, cái đầu nó này vảnh lên nhá, nào đến đây nó cũng vảnh lên này, nhưng mà lên lên hai lá này lại ngoặt xuống nhá, đấy, chả cái lá nào nó giống cái lá nào, đây, đấy, anh nhìn không? Thằng này nó ngửa lên rồi thằng kia, thằng này lại quay xuống rồi này. Đầu của nó. Đấy, đến đây cái đầu nó lại vảnh lên 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 đây. Đấy, có nhìn không? Con này nó lại xuôi xuống này. Giống đâu. Nó như thằng bên này thì như là xuôi xuống hết, lá nó xuôi về đằng sau hết, ngọn nó ra về đằng sau hết, nó đang sọc mờ này. Còn sọc mờ nữa. Nói chung là các bác nhìn ngoài các bác mới thấy được cái độ mờ của nó, qua cái này nó hơi khó. Em chưa biết là gọi là cái thể loại gì nữa. Em bây giờ hiện tại em thì đang gọi nó là cái thể loại lá dị thôi. Ba ba cái thể loại lá nó ở trong trong một cây. Lá to, lá nhỏ, lá tròn, lá dài. Mà nó lại không, lá nó lại không theo chiều của nhau gì cả. Cứ thẳng xuống, thẳng lên. Có linh tai anh tinh. Chả giống cái thể loại gì. Còn cái thằng này thì chắc là không ai có.
Đây là lá tre của em đây này, đây mới là lá tre này, bé nó phải như lá tre luôn bác ạ. Đấy mới là lá tre, đây không phải lá tre đâu, đầu lá nó vẫn tròn đây này, không phải lá tre đâu. Đây, lá tre nó phải bé tí như này. Lá tre đấy. Đây xanh sạch lá tre của em. Một em thuần này. Đang chờ sang sang năm. Năm tới nó nắng quá nó tèo hết đấy. Tóp hết rồi. Chả thiếu hoa được, không lên nổi hoa. Có bác nào thích kiến không? Kiến chip chip à? Đây. Cả cái này nhá, tất cái chỗ ở cái chậu này là 400k nhá. Bác nào thích thì lên số điện thoại địa chỉ nhá. Em phải có vài con lèo tèo. Đây kiếm Tiên Vũ này. Củ to nhá. Em này nó vừa rồi có hoa này. Hai mẹ hai con nhé. Hai mẹ hai con nhé. Bác nào thích không? Thích cái khóm này em để cho. Để nó đẻ này. Đây kiếm này chả em chả biết là kiếm gì này. Em cứ lấy về em vứt ở đây. Con này thì chả chưa thấy hoa này. Con to này mà chưa thấy hoa hết gì. Ôi, hoa giấy rồi gà. Nó sọc tí thôi. Khi em có thấy hay hay thì em sọc chỉ có tí thôi. Hay hay thì em lấy táo. Đấy, cứ quăng ở đây mà chả có chết đâu mà. Rễ nó vẫn ra được cơ mà. Rễ nó vẫn tươi. Quăng ở đây này nó vẫn sống mà. Đây có bác nhìn này, thuốc thang gì đâu, cần gì cứ phải thuốc thang đâu. À có bác nhìn cái ấy của em này, cái giá thể của em này. Có bác nào biết cái loại giá thể này là loại giá thể gì không? Em chuyên để lót lan, chuyên lót cây. Nhưng thằng này giữ ẩm tốt, không còn không đọng nước. Em cái nào em lót luôn, cái nào cũng lót nó. Như thằng dễ gió nó không cần lót. Còn phi điệp em toàn lót luôn.
Cái điểm em toàn lót luôn này. Rất ok. Mưa nắng hay không kệ, không cần, không bao giờ sợ thối. Nào em lót. Không giả sợ thối. Đây. Bác nhìn xem. Giờ vẫn đang mà lên mầm gốc. Có bác thể loại này không? Mắt đấy, như chả thấy đâu mà vẫn lên được kỳ này. Lên được kỳ này. Tải. Ốc. Cái này khả năng ăn ám rồi. Xanh lét đèn đẹp. Đây, em toàn lót lung tung này. Dễ vẫn ầm ầm. Dễ mới đang ra đây. Rồi để nó khô quá. Đây. Em toàn lót mà. Thì em thì chả điều kiện vỏ thông vỏ thủng gì. Toàn lót bằng cái đấy thôi. Bác à, ngắm tạm hoa túi chủy nha. Chắc thằng này tàn xong thì chắc em cũng được ngắm cái thằng này đấy. Thằng này đang sưng mắt rồi. Thằng này thì đang xanh lét lẹt rồi. Mắt đang xanh lét lẹt rồi. Này khả năng ăn hàng trắng đi. Chào sáu bác nhá. Bác đã thẩm mỗi em. Nhưng mà cái thể loại này nó gọi là gì? Em đang hóng. À, mấy bác xem đây cho em hỏi tí là liệu bây giờ nó sưng mắt này liệu nó lên kỳ lên hoa bác ơi, mắt đang sưng ác lắm mà, mắt nào cũng đi sưng à. Các bác bác nào thẩm hộ em cái, không thì em phải sang hộ khác em hỏi. Rồi sưng mắt liệu liệu lên mắt hoa hay liệu mắt ki. Đấy, bác nhìn xem như này liệu lên hoa hay là lên ki đây. Này liệu lên hoa lên ki.